Ngày 8 tháng 9 vừa qua, đám cưới của Hy Se Phạm con gái đại gia Minh Nhựa đã diễn ra và lôi cuốn sự xem xét cực lớn. Cũng dễ hiểu thôi khi mà đại gia Minh Nhựa đã có fan chơi lớn, cho hẳn 15 ô tô trị giá bước gần 100 tỷ, hộ tống con gái đi lấy chồng. Và mới đây, cặp đôi Hy Se Phạm Tâm Nguyễn lại khiến người theo dõi chúc mừng thêm lần nữa khi ngầm báo cáo tin vui bằng một chiếc story trên Instagram. Theo đó, Minh Anh hạnh phúc cho biết Tâm Nguyễn đã lên chức. Chỉ với một báo cáo ngắn gọn thế này thôi nhưng ai cũng hiểu Hy Se Phạm đang muốn nói gì. Cách đây mấy ngày, ái nữ đại gia Minh Nhựa đã gây thích thú khi đòi chồng tặng hẳn một em nhỏ xíu nhân ngày 20 tháng 10. Thế là dù hơi muộn một xíu nhưng sau cùng Tâm Nguyễn cũng đáp ứng được món quà mà vợ mong muốn rồi nhỉ. Ông buôn bản của Hy Se Phạm tên trọn vẹn là Nguyễn Phước Thành Tâm. Cặp đôi từng đến với nhau khi còn rất trẻ và rồi sau khi trải qua nhiều lần tan hợp, họ đã quyết định về tầm thường một nhà. Sau khi kết hôn, cả hai kế tiếp khiến dân tình ngưỡng mộ khi tầm thường xuyên đi du lịch khắp nơi cũng như dành những hành động ngọt ngào cho nhau. Cùng gửi lời chúc mừng tới vợ chồng Hy Se Phạm nha. Vợ chồng Hy Se Phạm Tâm Nguyễn đang có một tao di du từ Hà Nội, Ninh Bình đến Sa Gia.